Bitcoin sẽ gửi bạn chương trình một dự án là Bitcoin Lending. Khi tham gia chương dự án này, các bạn sẽ nhận được 21 USD. Mỗi một lượt ghép là 10 USD, mà lượt ghép có thể bạn có thể rút liền 10% nha các bạn. Còn 21 USD này tới ngày 21 tháng 4 mình mới có thể rút được. Hiện giờ nay ghép này nhận 21 USD này tới ngày 20 là kết thúc nha các bạn. Rồi để tham gia dự án các bạn có đầu tiên username, các bạn ghi tên đăng nhập, các bạn nhớ tên đăng nhập nha các bạn. Rồi nên là email chọn currency chọn quốc gia Việt Nam, rồi số chọn quốc gia Việt Nam các bạn, các bạn nên chọn Việt Nam đâu có tiêu cho các bạn chờ chút nha các bạn, lại đi. Rồi các bạn số phone các bạn bỏ số công đoạn các bạn, rồi nhập password sẽ nhận password, rồi các bạn bấm vào I am robot, rồi các bạn vào hộp thư thư gác các bạn, không có thư gác thì thư chính các bạn, vì mình đã có tài khoản rồi mình login nha các bạn. Đây mình login vô các bạn. Rồi đây các bạn. Chương trình nó nói nè, nhận 20 USD nè. Một ghép là 10 USD nè. Chương trình nó sẽ phân phối vào kết thúc 20 nè. Theo thông tin thì mình sẽ thông báo là ngày 21 tháng 4 này nó cho rút các bạn. Một lượt ghép 10 USD, các bạn lấy link ghép mình chia sẻ cho một bè những người thân, các bạn copy link ghép mình đây nè các bạn. Rồi mình nhấp vào ba chú gạch để mình kiểm, mình check thông tin chút nha các bạn. Cái này là một dạng cho vay thôi. Transfer invite. Các bạn đây mình chọn qua trang ngôn ngữ tiếng Việt các bạn. Rồi các bạn. Damboli. Transfer blue file HA bao giờ không phải. Mạng giới thiệu. Khuyến mại, mình vô khuyến mại thôi không. Mày học là không có gì hết. Mẹ sắp chuyển qua tiếng Anh rồi chứ. Lending. Nãy ở đây là bonus là lending nè các bạn. Đây liên ghép thì các bạn copy liên ghép nha các bạn. Khoan. Các bạn chờ chút nha các bạn. Lending nè. Invite đây nè. Invite đây. Nãy nó nói cho ta lâu quá. Nãy mình thấy nhận 20 tốc cần đi. Khuyến mãi. Mẹ nó. Tức chưa. Các bạn thông cảm các bạn. Nãy mình làm một cái video rồi mình xóa rồi. Rồi các bạn bấm vào một phim. Mình điên được ta. Thì Sally hy vọng mà nó à đây nè các bạn, này ghép hệ thống tất bật mẹ đây hồi nãy cái gì này bà đồ khoai HA ban điều khiển cho tôi ra giao dịch thương mại thông tin nha các bạn, tiền thưởng ngay lập tức. Cái này thì theo thông tin thì 21 USD này tới ngày 21 mình có thể rút được nha các bạn. Các bạn nhấp cái cọ gõ vào. Mỗi một lượt ghép 10 USD các bạn có thể rút từ ghép đó là 10% về được nha các bạn, rút liền về được luôn nha các bạn. Để mình cố gắng mình cập nhật khi nào mà chương trình iGop này kết thúc mình sẽ làm một clip hướng dẫn qua rút tiền nha các bạn. Rất là dễ. Các bạn bấm vào ba chữ gạch, các bạn bấm điều khiển nè, khoan giờ giao dịch khuyến mãi thông tin đăng sức cho dài mạng nè các bạn. Còn 9 ngày 18 giờ 23 phút nữa là sự kiện này kết thúc nha các bạn. Vậy mình kết thúc, mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới mình trả lời cho các bạn nha các bạn. Các bạn chào tạm biệt các bạn nha, các bạn nhớ bỏ lại một like subscribe ủng hộ mình kênh clip boy trên, tạm biệt các bạn.